Thực hiện đề án số 06 của Chính phủ, hiện nay 193 trên 193 cơ sở y tế có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, thực hiện tiếp nhận, tra cứu thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip đạt 100%. Việc làm này giúp tiết kiệm tối đa thời gian thực hiện thủ tục khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Theo đề án số 06, người dân có thể thực hiện đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua 3 cách: sử dụng căn cước công dân gắn chip, sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VNSID hoặc ứng dụng định danh điện tử VNEID trên điện thoại di động. Nếu như trước đây khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế giấy, người dân phải mất thời gian để nhân viên y tế nhập mã thẻ đối chiếu, kiểm tra thông tin, thì giờ chỉ cần vài phút, người bệnh đã hoàn thành thủ tục đăng ký, vừa giúp tiết kiệm thời gian cho người bệnh, đồng thời giảm tải áp lực cho nhân viên y tế, nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Một số cơ sở y tế cũng đã thực hiện liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe người lái xe trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hôm nay tôi đến đây để tôi khám sức khỏe, để đổi bằng giấy phép lái xe. Tôi thấy thủ tục rất là nhanh chóng, tiện lợi, có căn cước công dân gắn chip, có thể khám được luôn, không phải mang giấy tờ nhiều như trước nữa. Có thể thấy, việc triển khai đề án số 06 của Chính phủ trong ngành y tế đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả và tiện ích trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế cho người dân.